Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các bạn học viên, vậy là chúng ta đã được gặp lại những vị diễn giả của chúng ta. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với phần Q&A, một phần mà các bạn rất mong chờ để chúng ta có thể giao lưu trực tiếp với các vị diễn giả của chúng ta. Và các bạn học viên ơi, các bạn đừng ngần ngại đặt ra những câu hỏi cho những vị diễn giả của chúng ta, những người có đủ kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm để có thể giải đáp trực tiếp đến các bạn nhé. Và ngoài ra thì chúng tôi rất khuyến khích hình thức giơ tay phát biểu trực tiếp và các bạn bật mic lên trao đổi trực tiếp với diễn giả của chương trình. Trong lúc chúng tôi giải đáp những câu hỏi mà các bạn học viên đã đặt ra trước đó thì các bạn đừng quên tương tác trực tiếp với chúng tôi, hoặc là các bạn có thể đặt câu hỏi thông qua kênh chat của chương trình để ban tổ chức tiếp tục thu thập các bạn nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với danh sách câu hỏi mà các bạn đã đặt ra trong các phần trình bày của các diễn giả của chúng ta. Cho em hỏi là bộ phận kỹ thuật đã contact với anh Huy chưa ạ? Với anh Lâm chưa ạ? Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Cường đến từ Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có hỏi anh Lâm như sau. Chào thầy, theo thầy thì hiện các giải pháp chuyển đổi hợp đồng truyền thống dưới dạng văn bản text thành hợp đồng thông minh để lưu trữ và tăng tính minh bạch có khả thi không ạ? Và có hướng tiếp cận nào đối với bài toán này không nếu như mình muốn nghiên cứu và ứng dụng nó? Theo mình nghĩ rằng hiện tại chúng ta có các hợp đồng đang truyền thống và hợp đồng thông minh là một cái giải pháp mình nghĩ rất là phù hợp và cho xu hướng phát triển theo hợp đồng. Khi chúng ta thay đổi từ các hợp đồng giấy sang điện tử, sang từ đó sang hợp đồng dưới dạng thẩm mã máy, và để giúp các hợp đồng có thể tiến hành rất là nhanh chóng. Bởi vì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều ưu điểm của hợp đồng thông minh, khi nó được tự động và thực hiện, khi chi phí được thực hiện hợp đồng nó giảm rất là nhiều, khi không cần phải có một cái bên chúng ta thứ ba tham gia, hay là các quy định của hợp đồng bây giờ rất là rõ ràng hơn, thay vì chúng ta sử văn bản luôn sinh viên thì có thể đôi chỗ chúng ta cảm thấy rất là nhập nhằng và có rất là nhiều cái trải nghiệm khác nhau. Nhưng khi mà chúng ta đã thực hiện từ dạng hóa máy rồi thì chúng ta luôn có thể tin tưởng vào kết quả của hợp đồng. Do vậy mình nghĩ rằng hợp đồng thông minh là một tương lai của hợp đồng, và ta đang trong cái quá trình đó, quá trình tìm hiểu về cái ưu điểm của hợp đồng thông minh, quá trình đang thực hiện đó là thử nghiệm hợp đồng thông minh trong một số các lĩnh vực, như trong dòng tiền kỹ thuật số của ngân hàng quốc gia, hay chúng ta triển khai hợp đồng thông minh trong các giao dịch LC, đó là giao dịch về chứng thư. Và khi mà các hoạt động mua bán quốc tế cần phải diễn ra thì nó đòi hỏi về thư tín dụng quốc tế, LC cho các ngân hàng phát hành. Chúng ta đang có những cái thử nghiệm về áp dụng hợp đồng thông minh trong các giao dịch về tài chính. Do đó mình tin rằng hợp đồng thông minh thì làm cái xu hướng rất là tốt và đang được triển khai. Đấy, câu trả lời của mình. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Lâm. Và xin cảm ơn hai bạn đã đặt câu hỏi về cho chương trình cũng như diễn giả của chúng ta. Và tiếp theo đến với phần chủ đề nổi bật của anh Quân thì chúng ta nhận về 4 câu hỏi. Và câu hỏi đầu tiên của bạn Huy là câu hỏi của bạn Huy đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bạn có hỏi anh Quân như sau. Anh Quân cho em hỏi, trong trường hợp nếu một bức tranh ngoài thực tế sở hữu bởi một người, nếu có một người khác chụp bức tranh đó thành ảnh kỹ thuật số và tạo ảnh đó thành NFT, thì lúc này quyền sở hữu bức tranh được tính cho người nào ạ? Okay. Em xin mời anh ạ. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thì đây là một câu hỏi mình nghĩ là khá là thú vị. Như mình có trình bày trong slide thì là cái NFT này nó chỉ là đại diện cho cái tài sản mà mình số hóa trên mạng blockchain thôi, chứ nó không khi mà bạn, ví dụ bạn vẽ một bức tranh chẳng hạn và bạn muốn là bức tranh của tôi sẽ tích hợp NFT, thì mình phải công bố rằng cái bức tranh của tôi khi bán sẽ phải kèm với một cái gọi là cái chứng thực, nhưng mà chứng thực của tôi rất là đặc biệt là phải NFT, và cái NFT đó khi mà cái owner đầu tiên ấy nó sẽ là bạn, và khi mà bạn transfer cho một cái người khác, hay là tức là người mua cái bức tranh của bạn ấy, thì cái ownership đó nó sẽ chuyển sang cho người mua. Thì trong cái trường hợp của bạn mà nếu mà người khác người ta chụp cái bức tranh và người ta đăng lên người ta bán NFT thì rõ ràng là họ còn không có bức tranh thật cơ mà, đúng không? Thì kể cả nếu mà người nào đấy người ta mua cái bức tranh NFT đó và người ta ký lên thì rõ ràng là nó là cái định danh khác, định danh của một ông khác, ông ký lên cái NFT đó, không phải là bạn.
Thì rõ ràng nếu mà một người người ta tìm hiểu kỹ càng và người ta gọi là xác thực chính xác thì người ta sẽ không chấp nhận cái bức tranh giả mạo đó. Đó thì mình vẫn phải có một cái kết nối và một cái công bố giữa cái tài sản số và tài sản thực của mình. Cái trường hợp của bạn này nó đã diễn ra trong thực tế là một cái mình nhớ là có một cái bảo tàng ở Pháp thì phải, họ đã đấu giá một cái bức tranh thật của một họa sĩ nổi tiếng, mình không nhớ rõ tên lắm, nhưng mà họ đã tích hợp NFT vào và họ công bố cái NFT đó lên mạng và blockchain, và khi mà họ đấu giá xong bức tranh đó thì họ chuyển giao cái NFT đó cho người đấu giá thành công. Nhưng mà cái NFT này nó khác biệt là gì? Cái owner đầu tiên chính là cái bảo tàng, thì ông nào mua cái bức tranh thật đó thì người ta sẽ phải truy vết lại, ok, có phải là cái NFT minh chứng này là của bảo tàng phát hành không, và nó sẽ có những cái giao dịch mua bán đàng hoàng ở trên mạng blockchain là như vậy, thì mình sẽ không sợ là nó bị giả mạo. Đó, thế là trả lời câu hỏi của bạn như vậy. Vâng, xin cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của bạn Huy. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Hải đến từ Đại học Hàng Hải. Bạn có hỏi anh như sau: cho em hỏi, nếu các sản phẩm thực tế, ví dụ như tranh ảnh, bằng cấp được đưa lên thành NFT, nhưng nếu sản phẩm được đưa lên là sản phẩm giả, thì chủ sở hữu sản phẩm thật có bị ảnh hưởng khi sau này chủ sở hữu sản phẩm gốc muốn đưa sản phẩm của mình thành NFT hoặc mua bán NFT hay không? Thì câu hỏi này mình nghĩ là cũng khá là trùng với lại cái ngữ cảnh của cái câu hỏi trước. Thì mình có thể tóm ngược lại là cái người phát hành NFT đó phải là một pháp nhân được chứng thực chẳng hạn. Ví dụ như trong trường hợp vừa rồi là bức tranh thì phải là bảo tàng phát hành NFT đúng không? Thì mình có thể xác nhận được đó là bảo tàng phát hành. Thứ hai là ví dụ trong trường hợp bằng cấp thì nó phải là trường, ví dụ trường Đại học Bách khoa Hà Nội chẳng hạn, hoặc là trường Đại học Quốc gia chẳng hạn, phát hành cái NFT đó cho bản thân anh chẳng hạn. Thì lúc đó thì người xác thực, ví dụ là doanh nghiệp, thì họ mới xác thực là đúng là ông Quân đã tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội, và NFT này minh chứng cho cái bằng cấp của ông là được trường Đại học Bách khoa Hà Nội cấp. Đó thì nó phải có định danh như vậy trên mạng blockchain thì mình sẽ không bị trường hợp giả mạo. Dạ vâng ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3 của bạn Tuấn đến từ Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có hỏi anh Quân như sau: khi giao dịch bất động sản sang cho người khác và chủ mới đưa giấy tờ đó lên NFT, thì có bị mâu thuẫn với NFT giấy tờ của người chủ cũ không ạ? Em xin cảm ơn. Câu hỏi này cũng trùng với 2 câu hỏi trên, chắc là mình sẽ không nhắc lại nữa. Thì mình cũng nên tức là khi mà mình phát hành cái gì đó thì nó phải có một pháp nhân hay là một người chủ rõ ràng, thì cái NFT của mình sẽ không bị giả mạo và cái tài sản thực của mình sẽ không bị tranh giành cũng như tranh chấp như thế. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong phần chủ đề nổi bật của anh Quân. Bạn Cường đến từ trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có hỏi anh như sau: theo quan điểm của anh thì hiện tại ứng dụng của NFT có thể ứng dụng vào trong thực tế được hay chưa? Hiện tại các bên phát hành NFT chỉ ở dưới dạng cá nhân và trong cộng đồng, thiếu đi sự liên kết và thống nhất với nhau giữa các blockchain, dẫn đến khó tiếp cận cho đại đa số người dùng. Thì đây có phải là rào cản lớn nhất hay không ạ? Ok, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì để trả lời câu hỏi của bạn thì thứ nhất là ý đầu tiên là gì? Dạ, ý đầu tiên bạn có hỏi anh là theo quan điểm của anh thì hiện tại tính ứng dụng của NFT có thể ứng dụng vào thực tế được hay chưa? Ok, thì như mình có lấy ví dụ bức tranh của bảo tàng Pháp chẳng hạn, thì họ đã ứng dụng rồi, họ đã phát hành bức tranh rồi và đấu giá bức tranh đó công khai rồi, thì nó không phải dừng lại chỉ là ở một cá nhân đơn lẻ, mà trong slide mình cũng đã trình bày đó, thì có rất nhiều các hãng thương mại, các công ty thương mại, các công ty truyền thống cũng đã nhảy vào cái lĩnh vực này và họ cũng đã phát triển những cái sản phẩm hay là những cái bộ sưu tập dựa trên NFT. Đó thì nó không dừng lại ở quy mô là cá nhân nữa mà nó đã lan tỏa đến những doanh nghiệp, thậm chí là những doanh nghiệp hàng đầu. Đó thì chúng ta có thể có Meta, có thể có Puma, có thể có cả NBA những giải bóng rổ đó, mình có trình bày trong buổi giảng vừa rồi. Đó thì đấy là về ứng dụng của NFT, nó không chỉ dừng lại ở cá nhân nữa. Và ý thứ hai là
Ý thứ hai là gì nhỉ? Dạ. Ý thứ hai bạn có hỏi anh là hiện tại các bên phát hành NFT chỉ dưới dạng cá nhân trong cộng đồng thì thiếu đi sự liên kết và thống nhất ạ. Thì đây có phải là một cái khó khăn và lớn nhất hay không? Dạ, và rất nhiều chuỗi blockchain. Ok. Dạ. Thì cái bài toán phát hành NFT trên một chuỗi blockchain riêng lẻ nó cũng đang được xử lý, và hiện nay đã có rất nhiều các công nghệ liên quan đến cross chain, tức là giao dịch xuyên chuỗi. Mình có thể chuyển, ngày xưa thì là dừng lại ở chuyển token ERC20 bình thường, tức là chuyển Ethereum, chuyển BNB các kiểu, thì sang mạng cross chain là hoàn toàn đã có những cái công nghệ gọi là grid như thế rồi. Và hiện nay cái grid và cross chain đấy nó càng nở rộ hơn nữa, nó thậm chí hỗ trợ sang cả NFT nữa, nên việc mà NFT nó chỉ dừng lại ở một chuỗi khối không còn là một cái rào cản quá lớn nữa. Mà theo mình, như vừa thầy Lâm có trình bày chẳng hạn, thì mình nghĩ là rào cản lớn nhất để áp dụng một cách phổ biến, phổ cập thì vẫn là mọi người chưa hiểu hết về chúng ta chưa giáo dục được hết mọi người hiểu được về blockchain là gì, mọi người vẫn còn e dè. Và thứ hai là luật pháp cũng như pháp luật chưa chạy được kịp theo công nghệ, và chúng ta vẫn cần thời gian để các nhà lập pháp tìm hiểu một cách kỹ càng hơn để đưa ra những cái giải pháp về mặt pháp lý nó phù hợp, thì chúng ta mới có thể áp dụng một cách rộng rãi được. Còn hiện tại thì nó vẫn khá là mơ hồ về lĩnh vực luật pháp, và hầu như chưa có một cái luật nào rõ ràng. Nên là chúng ta, các doanh nghiệp truyền thống, tuy là có rất nhiều doanh nghiệp nhảy vào rồi, nhưng mà doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì họ cũng khá là e dè, bởi vì nó cũng khá là rủi ro. Hoặc là vậy, mình nghĩ đấy là cái rào cản để họ cái NFT này nó chưa quá là phổ biến trong mọi mặt đời sống như vậy, là như vậy. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Quân về những giải đáp vừa rồi. Thì chắc hẳn các bạn học viên cũng đã cảm thấy thắc mắc của mình đã được gỡ rối, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần chủ đề của chị Trang. Trong phần câu hỏi của chị Trang, bạn Tuấn đến từ trường Đại học Bách Khoa, Thành phố Hồ Chí Minh có hỏi chị như sau. Em có câu hỏi với chị Trang là với nghề nghiệp IT thì có cần thiết phải biết thêm một ngoại ngữ mới không ạ? Ví dụ như tiếng Pháp ạ. Em cảm ơn chị. Ok, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thì nghề nào thì hiện tại với thị trường tuyển dụng ấy, thì nghề nào bây giờ cũng đang có nhu cầu, thứ nhất là bằng cần tiếng Anh. Vì hầu hết các tài liệu, ví dụ như đang tính trong cái ngành lập trình ấy, thì hầu hết các tài liệu về các công nghệ ấy, thì sẽ là bằng tiếng Anh. Và các công nghệ cũng sử dụng, trong quá trình làm việc cũng sử dụng bằng tiếng Anh. Cho nên là cái các bạn nên tập trung nhiều thì sẽ là trau dồi cái kỹ năng tiếng Anh. Còn việc các bạn có thêm một cái ngoại ngữ khác, thì cái này thì tùy theo cái công ty mà các bạn apply. Ví dụ công ty đấy nó có thể là công ty ở bên một công ty đơn vị của Pháp chẳng hạn, thì đấy là tiếng Pháp, đấy là lợi thế của các bạn trong khi mình tuyển dụng vào cái vị trí này. Còn nếu mà các bạn apply vào một cái công ty ở Trung Quốc hay là ở Việt Nam, công ty local ở Việt Nam chẳng hạn, không sử dụng tiếng Pháp, thì cái này thì nó không phải là một cái điểm cộng của các bạn. Thì cái này nó sẽ là thứ nhất là các bạn nếu mà ngoại ngữ thì các bạn phải trau dồi bằng tiếng Anh của mình trước để phục vụ trong quá trình làm việc. Còn cái thứ hai là các bạn muốn học thêm một ngoại ngữ thì trừ khi đấy là các bạn apply một công ty nước ngoài và các bạn nên học thêm cái ngoại ngữ của công ty đấy nữa, thì nó sẽ là điểm cộng của các bạn. Đấy, vâng, chia sẻ thêm thế. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Và trong phần đặt câu hỏi trực tiếp thì chúng tôi cũng có nhận được rất nhiều các câu hỏi các bạn đã gửi về cho chương trình. Và trong đó thì bạn Huy đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội có hỏi anh Lâm như sau. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với anh Lâm ạ. Dạ em chào anh ạ, bạn Huy đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội có hỏi anh như sau ạ. Em có câu hỏi mong các diễn giả giải đáp ạ. Em là lập trình viên phần mềm, hiện tại muốn tìm hiểu về blockchain và smart contracts, thì nên bắt đầu với ngôn ngữ Solidity hay Rust sẽ tốt hơn ạ? Em cảm ơn các diễn giả. Chào Huy, thì hiện tại thì em có thể lựa chọn bất kỳ một ngôn ngữ trình nào, Solidity và Rust. Thì nếu em đã làm cái lập trình viên về công ty rồi thì em có thể thấy rằng các ngôn ngữ trình nó cũng không có nhiều cái sự và quá nhiều sự khác biệt giữa ngôn ngữ trình. Thì chúng ta chỉ cần biết được về cái đặc điểm của đồng thông minh, thì sau đó thì mình phải học một ngôn ngữ trình để cụ thể hóa cái đồng thông minh đó, không phải là điều khó.
Và theo mình thì hiện tại thì nếu như em quan tâm thì em có thể học hơn Rust để tham gia cuộc thi của hãng tập thông Bora chẳng hạn. Còn nếu như sau này em có ý định nộp hồ sơ cho một cái công ty nào đó và sử dụng mạng như Ethereum để tham gia Solidity thì nó tùy thuộc vào cái lựa chọn xem em là muốn đi offline công việc tại một cái công ty cụ thể nào hay là có một cái mục đích cụ thể nào thì em sẽ lựa chọn những lộ trình phù hợp với cái công ty hoặc là dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Ngoài ra thì bạn Bảo Trần còn có một câu hỏi nữa dành cho anh Lâm như sau. Ethereum đề cập đến một khái niệm là Account Abstraction, tích hợp Smart Contract và Account. Anh có thể giải thích kỹ hơn về cái này được không ạ? Chắc là em cũng là một người tìm hiểu về blockchain nên em cũng thấy là trong Ethereum thì có khái niệm về account abstraction. Thì giải thích một cách cơ bản, hiện tại thì chúng ta đang có hai cái loại tài khoản. Loại tài khoản đầu tiên là do người dùng quản lý thông qua mã khóa public và private key, và thứ hai là chúng ta có các hợp đồng thông minh smart contract. Thì chúng ta có thể thấy rằng mỗi tài khoản này thì nó có đặc điểm khác nhau. Đối với tài khoản đầu tiên là của người dùng thì chúng ta thông thường là chúng ta quản lý cái số dư của cái tiền kỹ thuật số và chúng ta sẽ sử dụng phí để giao tiếp với các đồng thông minh. Tài khoản thứ hai là tài khoản đồng thông minh thì chúng ta định nghĩa logic nghiệp vụ của ứng dụng. Lúc chúng ta định nghĩa logic như là thực hiện là chuyển tiền, logic thực hiện là mua bán, thực hiện giá trị của các biến. Thì với hai loại tài khoản đó thì chúng ta thấy là người dùng sẽ hiện tại có hai loại tài khoản khác nhau và trên Ethereum thì nhà sáng lập của Ethereum mong muốn nó gồm nhất hai loại tài khoản này. Thì như vậy là đối với tài khoản của người dùng sẽ bao gồm luôn cả các nghiệp vụ của logic của đồng thông minh nữa. Như vậy ở đây thì ý tưởng đó là thay vì chúng ta hai loại tài khoản khác nhau, một loại tài khoản là chỉ có nhiệm vụ quản lý số dư, một loại tài khoản là có những các yêu cầu từ cái tài khoản của người dùng để tiến hành cập nhật thao tác, thì giờ chúng ta sẽ cổ nhất thành một cái loại tài khoản duy nhất, đó là account action. Thì đấy là ý tưởng. Và chúng ta sẽ có một số các thứ đi kèm khi mà chúng ta tích hợp và thu gom về một loại tài khoản duy nhất. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn anh Lâm. Và câu hỏi tiếp theo và cũng là câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Nam từ trường chuyên khoa học tự nhiên Hà Nội. Bạn có hỏi chị Trang như sau ạ. Em xin đặt câu hỏi cho chị Trang ạ. Ngoài các vị trí developer thì ở Việt Nam còn có nhiều cơ hội việc làm cho ngành vị trí researchers trong ngành blockchain nói riêng và IT nói chung không ạ? Câu hỏi của bạn thì researcher là một cái công việc thu thập và tổng hợp phân tích các dữ liệu về mà mình thu thập được từ thị trường ấy, thì từ đấy thì mình sẽ áp dụng được xem là cái sản phẩm hay là cái dự án của mình nó có khả thi hay không. Thì vậy nên là cái vị trí cần vậy nên đây là cái vị trí mà hầu như là ngành IT nói chung và ngành blockchain nói riêng ấy đều cần. Và hiện nay thì vị trí research trong cái ngành blockchain trên ấy vẫn đang open tuyển dụng ở tại các đơn vị lớn, ví dụ như Kyber Network cũng là một cái công ty nổi tiếng mà Trang có giới thiệu trong cái buổi chia sẻ ấy. Và nếu mà các bạn muốn tìm thêm những cái công việc ở vị trí này ấy, thì trên cái trang topcv.vn ấy thì cũng sẽ có những cái job nó liên quan đến cái vị trí cho cái ngành blockchain và cái ngành IT. Ngoài ra thì có thể là cái phần researcher thì nó sẽ không phải là đứng riêng một cái vị trí mà nó có thể tích hợp vào một cái vị trí nào đấy, ví dụ như là BA hoặc là BO chẳng hạn, thì hầu như cũng sẽ có cần thêm cái kỹ năng này. Thì đấy là một số cái phần thông tin chị chia sẻ thêm. Thì chốt lại câu hỏi này thì cả hai ngành thì đều sẽ có vị trí tuyển dụng cho cái research.